Khi hiểu thiền tông, tôi đã ngộ được mọi sự vui buồn đến rồi đi, cứ để tự nhiên như vậy. Tôi đã tự trả lời cho mình, hạnh phúc hay bất hạnh, giải thoát hay luân hồi là do chính mình, không ai có thể cầu xin mà được. Nếu cầu xin mà được, thì trên hành tinh này không còn người khổ nữa. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai cũng chẳng còn. Tôi đã nhận thấy, mê hay giác cũng từ tâm mà ra. Khi tôi đã giác ngộ, được Phật tánh là kho báu, Phật nhân thành Phật quả, thì cần gì phải dụng công kiếm tìm nữa.